Chào các bác nông dân, mệt mỏi vì phải chiến đấu với bệnh cây trồng rồi đúng không? Ngừng. Neko69 P đến để giải cứu mọi người đây. Các bác nông dân ơi, chúng tôi có tin vui cho mọi người đây. Ngừng. Xin giới thiệu Neko69 VWP, loại thuốc trừ nấm mạnh mẽ, chuyên trị bệnh mọc xương và thồi trái. Ngừng. Hãy tạm biệt những căn bệnh cứng đầu phá hỏng mùa màng của các bác nhé. Neko69 PEP rất dễ sử dụng và hiệu quả cực kỳ. Ngừng. Chỉ cần pha với nước, phun lên cây trồng và bạn sẽ thấy điều kỳ diệu xảy ra. Ngừng. Cây trồng của các bác sẽ khỏe mạnh hơn, cho năng suất cao hơn nhiều đấy. Neko69 VWP không chỉ bảo vệ cây trồng mà còn giúp cây phát triển nữa. Ngừng. Giống như cho cây trồng của bạn một liều thuốc bỏ vậy. Ngừng. Hơn nữa, sản phẩm này an toàn cho cả người dùng và môi trường. Vậy còn cho gì nữa? Ngừng. Hãy tạm biệt bệnh cây trồng và chào đón những mùa màng bội thu với Neko69 VWP. Ngừng. Truy cập dearplant.vn để biết thêm thông tin nhé. Ngừng. Cây trồng của bạn xứng đáng được chăm sóc tốt nhất.